Review bộ son Mezzi The Gym Millet Night Melatin. Để nói đến hãng son ra nhiều bộ sưu tập lẫn màu son đẹp nhất thì không thể không nhắc đến Mezzi. Chúng ta đã quen thuộc với các bộ sưu tập son từ son lì, son thỏi cho đến son tin, và gần đây nhất Mezzi đã trình làng bộ son mới mang tên Mezzi The Gym Millet Night Melatin với những gam màu đẹp lung linh và sẽ tiếp tục là một dòng son thành công của hãng. Đôi nét về thương hiệu Mezzi. Mezzi là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc đã gây được nhiều tiếng vang lớn với những sản phẩm về make up vừa chất lượng lại có giá cả phải chăng hợp túi tiền của nhiều bạn trẻ. Tiếp nối với thành công của các bộ sưu tập son trước, Mezzi mới đây đã cho ra mắt bộ sưu tập son mới với tên gọi Mezzi The Gym Millet Night Melatin, dự là sẽ tiếp tục nhận được yêu thích rất lớn từ các tín đồ làm đẹp. Về thiết kế, phần vỏ son lần này là phiên bản đặc biệt được thiết kế hình trụ tròn với tông màu tím pastel hot trend hiện nay, tạo cảm giác nhẹ nhàng và đầy mơ mộng đúng với chủ đề của tên gọi lần này. Tông màu này mang phong cách aesthetic xu thế cho năm nay, thể hiện cá tính riêng cho dù bạn theo phong cách dịu dàng nữ tính hay cá tính. Thật sự, mình nghĩ sẽ có khá nhiều người mua cây son này vì bao bì đẹp và được đầu tư nhiều đến vậy. Thân son cầm khá chắc tay, không có sự lỏng lẻo, đầu cọ vẫn giống với các phiên bản trước, giúp lấy son dễ dàng mà hạn chế được tình trạng lem ra vỏ ngoài hoặc ứ đọng nhiều ở phần nắp. Về chất son vẫn luôn là một thế mạnh của Mezzi. Chất son mềm một lướt nhẹ trên môi mà không bị hiện tượng vón cục hay mau khô hoặc để lộ đường vân môi. Bởi vì trong son có chứa các thành phần là tinh dưỡng chất giúp môi luôn có một độ ẩm nhất định mà vẫn đảm bảo được độ lên màu chuẩn theo mong muốn và khả năng bám màu trong nhiều giờ đồng hồ. Theo như trải nghiệm thì nếu bạn không ăn uống gì, son có thể bám màu khoảng 5 tiếng và không dây ra thành cốc khi uống nước. Chất son theo như hãng công bố thì đã được cải tiến so với các dòng son trước, tạo hiệu ứng bóng lì vừa phải, giúp đôi môi trông đầy đặn và quyến rũ hơn. Bảng màu son, đa số màu son lần này tập trung về sắc nâu và sắc đỏ. Đây cũng là hai sắc màu dễ đánh và được sử dụng nhiều nhất trong thời gian qua. M9 Bergitan, màu nâu san hô. Đây là một tông màu nâu pha cam san hô mang lại vẻ gợi cảm và mạnh mẽ. Tỷ lệ màu nâu và cam đều nhau khiến sắc son có một độ trầm vừa đủ. Đây cũng là màu son mình thấy khá hợp với make up look phong cách sexy và khỏe khoắn kiểu Tây. M10 Get Haizu, màu cánh hoa hồng khô. Tông màu cánh hồng khô đẹp khỏi bàn rồi. Hầu hết trong các bộ sưu tập son thì tông màu này sẽ là tông dễ dùng và đẹp trên mọi màu da khác nhau. Một sắc son vừa đủ sẽ khiến bạn trở nên trang nhã và thanh lịch hơn rất nhiều đó. Màu son đặc biệt phù hợp với những cô nàng công sở bận rộn, không cần make up nhiều cũng đã đủ đẹp rồi. M11 Pillow Talk Basic, màu nâu gạch cổ điển. Nếu là một người ưa thích phong cách vintage hay cổ điển thì đừng bỏ lỡ màu son này. Đây là một tông nâu khá trầm, giúp khuôn mặt bạn mang nét hoài cổ hơn. Tông màu này phù hợp với những bạn có làn da trung bình trở nên, sử dụng sẽ đẹp hơn. M1 Hylo Indigo, màu hồng đất, sắc son nhẹ nhàng nhất trong bộ sưu tập son lần này. Màu son này phù hợp với những cô bận thích phong cách nữ tính và nhẹ nhàng. Bạn có thể sử dụng màu son này đi học hàng ngày để khuôn mặt trở nên tươi tắn và rạng rỡ hơn. M1 Ba Vapor Jet, màu đỏ đất trầm. Dự kiến màu son này sẽ cháy hàng nhanh nhất với phiên bản son lần này. Màu đỏ đất trầm khiến da và răng trở nên trắng hơn. Bạn không cần make up quá kỹ càng vì màu son này đã khiến bạn đủ thu hút và có điểm nhấn rồi. Đặc biệt màu son này không hề để lại bay hồng như nhiều cây son đỏ đất khác. M14 Lumbe Marun, màu đỏ mận, màu son cho người trưởng thành cá tính đích thị là đây. Tông đỏ nâu trầm có ánh tính sẽ khiến bạn trở nên cool ngầu và hấp dẫn hơn. Đây cũng là màu son kén người sử dụng nhất trong bộ son lần này. Tuy nhiên nếu bạn hợp với nó thì bạn sẽ trở nên nổi bật đặc biệt trong đám đông đó. Link mua bộ son đặc biệt nhà Mezzi ở bên dưới nhé.